Thưa quý vị, thời gian qua thì ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã đóng góp không nhỏ trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Sau 5 năm triển khai đề án tái cơ cấu, từ năm 2013 đến năm 2017, thì tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt bình quân gần 3,8% một năm. Quy mô đàn vật nuôi tăng nhanh, hình thức chăn nuôi bằng trang trại cũng phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả về kinh tế, thì vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi cũng gây ra không ít những hệ lụy xấu, như là gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân, hay là tác động xấu đến nguồn nước phục vụ sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do nhiều doanh nghiệp, cá nhân, chủ trang trại vì lợi ích riêng mà cố tình lờ đi trách nhiệm đối với cộng đồng, đối môi trường sống, và cũng xuất phát từ sự quản lý lỏng lẻo của ngành chức năng. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động chăn nuôi, kiểm soát chặt các hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư, khoanh vùng bảo vệ nguồn nước. Và từ năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ triển khai thực hiện đề án di dời chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đề án này, dự kiến đến năm 2025, tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động 100% trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm ngoài quy hoạch hoặc là gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 207 trang trại chăn nuôi, trong đó có 118 trang trại nuôi heo, 85 trang trại gà và 4 trang trại bò. Kết quả thanh tra các trang trại chăn nuôi có quy mô lớn của Sở Tài nguyên Môi trường cho thấy, có đến 86 trong tổng số 207 trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Phần lớn các trang trại này tập trung trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Qua khảo sát của Hội đồng Nhân dân các cấp cho thấy, hệ thống xử lý nước thải của một số trang trại chăn nuôi heo đã quá tải, khiến chất thải tràn ra bên ngoài, gây ô nhiễm môi trường. Trong đó có trang trại hoạt động ở khu vực đầu nguồn hồ chứa nước, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của tỉnh. Trước thực trạng này, ngành Tài nguyên Môi trường phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan tiến hành rà soát di dời các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở thượng nguồn các hồ cấp nước vào các cụm công nghiệp, khu, vùng quy hoạch phù hợp. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về các loại hình dự án không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư tại các vị trí thuộc khu vực thượng nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trong hành lang bảo vệ nguồn nước. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đầu tư trạm quan trắc tự động để theo dõi chất lượng nước các hồ cấp nước. Chúng tôi đang thiết lập hệ thống quan trắc tự động cho toàn tỉnh để quản hỗ trợ cho cái vấn đề quản lý môi trường. Để giải tỏa và di dời các cơ sở chăn nuôi tại các khu đô thị dân cư, cơ sở chăn nuôi không phù hợp quy hoạch hoặc nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án di dời chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đề án, việc di dời chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi sẽ được chia thành từng giai đoạn và triển khai thực hiện từ nay đến năm 2025. Đến năm 2019 này, thì cái luật chăn nuôi mới sẽ không còn cái chăn nuôi gia trại nữa, và chăn nuôi nông hộ thì rõ ràng rằng không khuyến khích. Thế thì hy vọng rằng đến những năm sau thì những cái đó nó sẽ được khắc phục. Ngày 27 tháng 11, tại cuộc họp bàn về đề án di dời chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường đến năm 2025, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện chăn nuôi đang là sinh kế quan trọng của người dân, việc di dời các cơ sở trang trại chăn nuôi phải có lộ trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trước tiên tỉnh sẽ di dời các cơ sở trang trại gây ô nhiễm nặng, nguy hại đến đời sống người dân, nguy hại đến nguồn nước sinh hoạt. Với các trang trại lâu năm, có quy mô lớn, chưa gây nhiều tác động đến môi trường, các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ các trang trại này khắc phục triệt để các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường để kéo dài thời gian hoạt động trong khi chờ di dời vào vùng quy hoạch. Những cái trại chăn nuôi mà trước đây nó nằm trong quy hoạch, rồi bây giờ là nó không còn nằm trong quy hoạch nữa, để cho người ta kéo dài thời gian đó dưới điều kiện là người ta không gây ô nhiễm môi trường. Thì cái nào mà ảnh hưởng tới nguồn nước là anh phải dời trước, trong vòng 3 năm sau mình xử hết. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, trước hết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần thực hiện nghiêm quy hoạch về chăn nuôi đã xây dựng. Quá trình cấp phép dự án trang trại chăn nuôi cần đảm bảo khoảng cách an toàn đến khu dân cư, nguồn nước, không cấp phép đối với những dự án nằm đầu nguồn nước sinh hoạt. Về lâu dài thì ngành chức năng cần tham mưu cho các cấp từng bước chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ, phân tán theo hướng trang trại gắn với công nghiệp hóa, định hướng phát triển chăn nuôi ở những vùng có điều kiện và xử lý tốt công tác môi trường. Mặt khác thì ngành chức năng cần phải tăng cường công tác thanh kiểm tra và bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
Ngành chức năng cũng cần phải kiên quyết đình chỉ sản xuất đối với trang trại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thu hồi giấy phép đầu tư, chấm dứt hoạt động các cơ sở vi phạm nhiều lần mà không có biện pháp khắc phục. Đồng thời, tỉnh cần sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể về quy trình kỹ thuật chăn nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh và bảo vệ môi trường để các địa phương triển khai đến người dân và các trang trại trên địa bàn thực hiện. Qua đó có căn cứ xử lý các cơ sở trang trại vi phạm.